Tao bà nhắn tin cho Bèo là nhắn tin cho Vidya bảo Vidya cướp tôi từ Vân. Mày bị điên à? Chúng mày bị thần kinh cơ. Mà tao cũng đã nói rất nhiều rồi, và tao đã khẳng định rồi, tao là, em xin lỗi mọi người trước nhá, đây là em đang nói với các bạn acid. Tao Đạt Villa, được chưa? Yêu Vidya. Dịch luôn sang tiếng Anh là như này: Đạt Villa, I love you Vidya, được chưa? Học được mỗi câu đấy thôi. Và kể cả sau này khi tìm hiểu rõ ngọn ngành và mình mới Vi có đến được với nhau hay không nhá, mình cũng không lấy Vân, mình cũng không cưới Vân, và mình cũng không đến với Vân nữa, được chưa? Bật tiếng cười nên cho nó bớt quạo thôi, bởi vì Vi đang xem. Như hôm qua là ngày sinh nhật của Vân, thực ra là mình không biết đâu. Thật, nếu mình biết và mình không xảy ra những câu chuyện như ngày hôm qua mọi người đã biết ấy. Tôi nói thật với các bà này, là đéo phải là để cho các bà phải đi soi video của tôi đâu. Mà tôi đến tận nơi, tôi dự sinh nhật luôn, được chưa? Chụp ảnh tôi đăng cho các bà xem. Bởi cây ngay thì không sợ sét đánh mà đấy. Chứ việc gì mà phải đợi các bà soi, rất là mất thời gian. Tôi nhét ghép nhất các cái kiểu mà các bà tạo ạc lon, các bà nhắn tin cho Vidya là cướp thằng chúng mày à, cướp ai cướp. Đã nói biết bao lần rồi. Ôi thì chúng mày không biết là chúng mày có hiểu tiếng người không, nên chỉ nhìn rất là mất thời gian. Cướp cái gì? Có mỗi cái thằng người đấy, có cái gì đâu để mà cướp. Vừa đen này, vừa còi này, vừa xấu này, vừa nghèo, con nhà nghèo, con nhà lông, con nhà lông thôn, thì cướp để làm gì? Người ta vừa tài giỏi mà này đi cướp một thằng có con rồi. Tôi lo cho bản thân tôi và tôi lo cho con tôi còn chưa xong. Thả tạ rồi. Ok, ăn nổi rồi, không quạo nữa đâu, thả tạ rồi. Nhưng mà em thấy sống trên đời ấy, nhường cao đâu lên, đừng chui gậm giường người khác. Ok, chui gậm giường thì chỉ có con gì là mà chui gậm giường thôi, còn con người không ai người ta chui gậm giường hết. Tạ rồi nhá. Tạ rồi đấy, vừa nói con phải vừa cười này mọi người ạ.